Em kính chào quý cô chú anh chị nha. Em là Quốc Hương, nhà đất Bình Phước. Và hôm nay em đang di chuyển trên đoạn đường ngay chỗ cổng chào ấp 1 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Và hướng bên phải của em đây là đường trục chính thôn 1 thôn 4, rất là hot nha. Và bây giờ em sẽ di chuyển vào một lô đất chính chủ gửi em bán với diện tích là 10m mặt tiền nhựa, dài 38m và có sẵn 100 thổ cư. Chủ tách ra bán nha quý cô chú anh chị. Và đất này là đất chưa qua đầu tư, xung quanh là người ta bán 80-90 triệu một mét. Thì chủ đang cần tiền nên bán với giá là 530 triệu thương lượng sổ sách nha quý cô chú anh chị. Và lô đất của mình hiện tại là cách đường trục chính thôn 1 này là chỉ có 150 mét thôi nha. Và cách chợ Thiện Hưng DT759B quốc lộ là khoảng 1,5 km thôi quý cô chú anh chị. Và đây em sẽ di chuyển vào trong đất nè. Đây là cái trục nhựa lô đất của mình đây. Ở trong này là đối diện điểm trường Thiện Hưng C. Ở trên bảng là ghi là điểm trường thôn 1 nha quý cô chú anh chị. Và trên đất mình hiện tại là có cao su đang cạo nha. Lô đất của mình thì cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 167 km. Và cách Đồng Xoài là khoảng 65 km nha quý cô chú anh chị. Đây là điểm trường thôn 1 của mình đây. Ở đây là nhà, cách nhà là khoảng 100-150m thôi nha quý cô chú anh chị. Rất là đông dân cư, gần các tiện ích trường học. Đây, lô đất của mình là đối diện. Và em sẽ di chuyển vào trong lô đất, em quay cho quý cô chú anh chị xem nha. Đây, lô đất của mình ở phía trong là từ cái bức tường này kéo qua đây 10m nha quý cô chú anh chị. Và dài vào thẳng ở sau là 38m. Đây là trên đất hiện tại có cao su nè. 10m thì có chắc khoảng hơn 2 hàng cao su thôi. Lô đất này thì quý cô chú anh chị mua để đầu tư hay để ở đều phù hợp nha. Đất này là đất đen thịt, dân cư thì đông đúc. Đây, em chỉ cái cọc ranh phía sau đất cho quý cô chú anh chị xem, ngay cái chỗ bụi môn nè. Đó, có một cái cọc nè. Đi qua tới đây 10m nha quý cô chú anh chị. Đây là sổ tách nha. Bên chủ sẽ hỗ trợ sổ sách là tách thửa ra cho mình đầy đủ nha quý cô chú anh chị. Bên mình chỉ việc mua bán thôi, còn giấy tờ sổ sách là chủ lo hết cho mình luôn. Đất này là bao quy hoạch, bao tranh chấp luôn nha quý cô chú anh chị. Đất này mình là chất đen thịt nè, hồi nãy em đã nói rồi đó. Và bây giờ em sẽ ra phía ngoài nè, quay cái mặt tiền cho quý cô chú anh chị xem. Quý cô chú anh chị xem video của em, nếu yêu thích video nhớ cho em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh để giúp mọi người biết đến em nhiều hơn nha. Đây, trên đất phía trước của đất mình hiện tại chủ có trồng một hàng điều nè quý cô chú anh chị. Đó là ranh đất của mình là chủ có rào, hàng rào hết lại luôn rồi nha quý cô chú anh chị. Đây nè, rào kẽm hết lại luôn rồi nha. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem hết video của em. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào video tiếp theo nha. Nhớ đăng ký kênh giúp em với nha.